Hi everyone, welcome back to my Horror Nightmare Gameplay channel. Chào các bạn quay trở lại kênh Horror Nightmare Gameplay. Mình trong series 8 tựa game này, Phật Chuông Quest Horror sẽ là tựa game đầu tiên của các bạn khá nhé. Đối với Secret Never đầu tiên đó. Hãy chung nó vào rồi. Carry on game. Cầu trước các bạn nhé, cho có thể giữ đoạn cầu để xem được nào. Vị trí của một con quái vật monster đang đâu các bạn. À, hãy theo cùng mình nào. Bạn trên lầu bạn. Thank you.
xuống lầu dưới được không? Cửa sau thì cũng không xuống tầng hầm được. Giờ bạn đỡ một xanh đây thì còn tăng tốc độ chạy cho chúng ta nào bạn. Cần một quả cuối cùng nữa nào. Ok, bây giờ là lúc chúng ta phải tìm một thác rồi. Chúng ta ở đây ngay trước nào. Ok, ECF xin đón, ECF nhỉ. Cũng cần chuyển qua thứ tiếp theo trong video này ngày hôm nay các bạn nhé. Ta sẽ đẹp phát trừ. Ta đến hospital nào bạn. Đây đâu đây? Chạm được quả bóng rồi nào bạn. Hoặc là
sẽ lập tức đuổi theo chị ta ngay bây giờ. You can't run away from me. Sân một chỗ nào đấy. Ta cho cả một con chìa khóa đi. Tiếp theo nào, đó sẽ phần đầu tiên của em này các bạn, tiếp Park One. Thank you.
we know the coach. Sang được khu vực thứ tư rồi. Để đi qua được khu vực này khá là khó các bạn. Tốn rất nhiều thời gian mình sẽ bắt lại và đầu tiên. Ok, cứ như thế cho dồn tóc khỏi căn phòng đấy các bạn nhé. Tiếp theo là scary teacher body. Let's play Hold your horses. Đấy, bộ quần áo bata trong mặt của bạn đó sẽ là bộ quần áo màu xanh với đôi giày màu xanh, mình cho cần phải để ý ra nữa Đây là hai chặt rồi, chúng ta đi sang đây. Khá nhiều kiếm ở đây. Wow, kiếm này cho vừa lấy được và đôi giày của đàn. Level tiếp theo các bạn. Hitting the mark.
Get ready to see some grade A skills. Tiếp theo nào. Friday the 13th. Xóa tên ở phần dưới tay trước là phải. Final Fantasist. Okay, oh my god, it's amazing. Up or what? Bring up 31.
khá là khó quá. Chúng mình chết này. Nhìn con này chết tao cũng được này. Chắc chắn là như đây. Cho thành công vậy. Mình thử nói đi tiếp theo nào. Santa Basic. Nên sẽ biết nào vậy. Entity Horror Escape.
khá là hay được, khá hấp dẫn. Là đình gọn trốn. Ok, thế thôi. Mình sẽ để sang lại sau cả bài tiếp nhé. Đi tìm tất cả mọi thứ để có thể mở được cánh cửa chuyển thoát vào đây các bạn nhé. Vì thời lượng này cũng hết, đây là cái game cuối cùng mình muốn giới thiệu các bạn. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Thank you so much.